này nó sẽ giúp cho các bạn hiểu cái chúng ta đang xài và cái chúng ta sẽ gọi là thuốc. Do đó trong này nó sẽ nhắc chúng ta gì đây? Thứ nhất, tự nguyện, và một cái nào được gọi là thuốc thì nó có những cái đặc tính gì, và làm sao chúng ta đánh giá được cái hiệu lực của một thuốc. Tức là giờ các bạn điều trị một bệnh nhân, ta có đau, hỏi ta đau, cho một thuốc xong hỏi ta thấy có đỡ không, họ nói hết đỡ, có phải là họ hết không, có phải là họ đỡ không, có phải thuốc thật sự có hiệu quả không, thì chúng ta phải đánh giá. Và cái đánh giá nó là như thế nào nha? Thì như đánh giá bằng cái các biểu hiện tâm lâm sàng, thuốc điều trị đã có được có hiệu quả hay không cho bệnh nhân đó, trực tiếp chúng ta đo đường huyết, nhưng các bản chất phải đo HB, A1C sau 3 tháng, đúng không? Thì đó là cái cách đánh giá. Chỉ vì một cái thuốc biểu hiện qua dạng đau, tức là cái biểu hiện chủ quan của ta là trả lời với mình là không đánh giá được. Và những cái dạng thuốc, về cái đường trong thuốc chưa cần thể, chúng ta sẽ nhắc những cái đặc trưng này công bằng ha. Thì đầu tiên đó để đi vô cái khái niệm đầu tiên về thuốc thì chúng ta hiểu như nó thế nào. Theo các bạn thì dược sĩ hay bác sĩ họ biết thuốc nhiều hơn? Ai? Bác sĩ á? Bác sĩ các bạn có học bằng dược dược nó học thuốc trong năm đó không? Biết nhiều gì? Không có ai biết nhiều hơn ai. Mà mỗi một người biết ở một cái lĩnh vực nhất định, và Bộ Y tế họ quy định rất rõ ràng, bác sĩ chỉ được phép khám bệnh kê đơn, không được phép cấp phát thuốc. Chỉ dược sĩ mới được cấp phát thuốc. Và hiện nay các bạn để ý thấy tất cả các phòng khám hiện nay có cho cấp phát thuốc không? Không. Muốn được cấp phát thuốc thì phải bỏ cái liều thuốc ở cây vật con trai dược sĩ phát, đúng không? Nên chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta biết nhiều thuốc hơn nha. Mà về mặt phân phối, người ta phân rất rõ, bác sĩ được phép kê đơn và chỉ định thuốc, nhưng dược sĩ là người cấp phát và hướng dẫn sử dụng. Đó là hai cái điểm khác nhau. Đó là cái phân biệt. Các bạn thử về các cái phòng hành hiện nay nhà tôi có ông nào dám chỗ không? Thành ra sở y tế nó vô nó mở cái học bài của các bạn, có thuốc bên dưới là nó cấp, nó phạt và thậm chí nó cắt ngay dưới cái ngành nghề, nó không còn những cái nghề luôn, bởi vì nó không chụp. Đó là cái thứ nhất. Thì chúng ta lại trong cơ sở điều trị, chúng ta lại quên mất một cái đối tượng qua đầu sáu tay. Đó là gì? Điều dưỡng. Những đối tượng này là những đối tượng đã thực hiện các y lệnh của các bạn. Nếu họ không hiểu gì về thuốc, y lệnh của các bạn cho, nhưng mà họ thực hiện không đúng y lệnh có hiệu quả không? Thuốc uống, ta đang trong tình trạng cấp cứu phải cho sử dụng ngay 8 giờ sáng. Các bạn cho vô, các bạn khám được cấp cứu cho ngay tức khắc 8 giờ. Điều dưỡng nó đi lề về, nó lạnh xuống tới 11 giờ nó mới đem về nó cho. Điều trị có hiệu quả không? Nguyên buổi chiều các bạn có vô không? Ai là người giám sát cái gì dưỡng dưỡng thuốc trong bệnh nhân điều trị ở trên nội trú? Không? Rồi nó không uống, rồi bữa sau các bạn vô khám cái tình trạng nguyên giống như vậy thì tại là mình nghĩ là một là thuốc, chắc tại thuốc dở. Các bạn thì người nghĩ là đa phần dưỡng mua thuốc dở. Còn bệnh nhân thì nghĩ, nó có nói là dưỡng mua thuốc dở không? Nó nói có chuyện kẹp. Ở trong khi đó cái ông điều dưỡng cho các bạn không cho thuốc tính cái y lực đó. Buổi chiều nó có kiểm tra bệnh nhân có xài hay không, buổi tối nó có cho thuốc bệnh nhân xài hay không. Có những cái khái niệm về thuốc các bạn, thuốc hiện đang nghe nó là một cái khái niệm mà mỗi một cái đối tượng, mỗi một người nhìn với cái thuốc ở những cái góc độ khác nhau và không phải làm hoàn thành đúng cái trách nhiệm của mình thì chúng ta mới có hợp điều tốt. Thì ở đây chúng ta chỉ xét có khái niệm về thuốc nhìn ở góc độ điều trị, tức là nhìn ở góc độ cái người sử dụng thuốc, cái đó là có y. Đương nhiên bên có điều dưỡng thì chúng ta lại nhìn ở góc độ khác, bên có dưỡng chúng ta lại nhìn góc độ khác. Vậy đây chúng ta chỉ nhìn ở cái khái niệm với thuốc với góc độ đó là một cái người sử dụng thuốc. Chúng ta không nhìn ở góc độ của một cái người sử dụng thuốc dòng cổ truyền nó khác. Chúng ta không nhìn góc độ với một cái người dược sĩ làm công tác kiểm nghiệm, nó giống như con robot, nó lấy cái dược thuốc đó ra nó kiểm nghiệm paracetamol 325mg. Hàm lượng không đúng 325mg rồi bạn có bỏ không cơ sở, cắt không cơ sở, thì chúng ta cũng không nhìn những khái niệm đó. Thì chúng ta cũng không nhìn những khái niệm khi sử dụng giống như là hai người ngồi đang dùng thuốc với nhau hiện nay. Cái niệm về dùng thuốc hiện nay chúng ta đang bị cái khái niệm này nó lớn rất nhiều. Chúng ta đang là những người ngồi mà chúng ta không có biết. Và bên cạnh đó, phải chúng ta lại bị những cái người ngồi khác còn chi phối cho cái việc trị bệnh của mình. Và ai là người quyết định cho thuốc ở bệnh viện đó, có phải bác sĩ không? Thì chắc rất nhiều bệnh nhân vô bác sĩ cho tôi thuốc này đúng không, bác sĩ phải cho tôi thuốc kia, tại sao không cho tí mà cho uống nha, ai là người quyết định?
rồi các bác sĩ giới hạn về thuốc, không có kiến thức về thuốc thì họ nói gì, họ yêu cầu gì thì chúng ta phải giúp vậy. Và các bạn sẽ rất khó giải thích cho trường hợp giữa hai cái biểu dưỡng của bụng quạt đấy. Uống paracetamol thì cái nào có paracetamol thì xài được rồi, uống mắc gì phải xài đúng chứ đâu không mắc gì phải xài một cái biểu dưỡng 400-500 ngàn, trong khi đó cái chi paracetamol thì mấy chục ngàn. Đó là những cái mà các bạn cần phải hiểu thì hiểu rõ qua thì chúng ta làm người mù thì chúng ta đang bị một cái người mù khác chi phối cái biểu dưỡng của mình. Rất chú ý một đó nha, và dẫn đến rất nhiều nha. Trong cái dịch Covid vừa qua, rất nhiều các phản ứng dùng rất là lạ ha. Mua ngay cái chloroquine để điều trị, hoặc là đây là cái bệnh viện Đông Ba Trung ương thôi, các bạn sẽ thấy ở Tết cách đây khoảng 2 năm nó tự mua thuốc. Cái người mẹ cũng bị đau do cái cuộc sống, thì cái cô này bị gì đó không biết, cũng mua thuốc giảm đau uống sức nữa là bị sốc phản vệ. Đó là một ADR rất rất nổi tiếng. Hay sau đó thì các bạn sẽ thấy người ta dùng cái ivermectin là cái thuốc điều trị dung sáng để điều trị Covid rất nổi tiếng ở Thành. Người ta dùng theo giống như trở thành người mù, chúng ta bị những cái nguồn mù khác, khác chi phối. Đó là chưa kể gì đây. Bất cứ đối với các bạn, giờ các bạn về biết phụ, đối với một cái người nhà các bạn xài một cái thuốc chưa chắc hiệu quả bằng một cái ông bác sĩ hàng xóm. Có biết bác sĩ hàng xóm không? Trong nhà của các bạn lúc nào ở cái hẻm, ở cái khu phố các bạn luôn luôn lúc nào cũng có một con mẹ bác sĩ hàng xóm. Ông con đi điều trị một hiệu quả ở một cái bác sĩ nào đó, một bệnh viện nào đó về. Giả sử trong trường hợp đứa bé nó bị ho do viêm phổi chẳng hạn, thì chắc chắn 1 năm, 2 năm sau đó, trong chỗ các bạn ở, có bất cứ gia đình nào có đứa bé bị viêm ho, bất cứ bởi các nguyên nhân nào, thì đều có sự tư vấn của bà là đỡ ở bác sĩ đó, hoặc là đi mua cái con thuốc của bà cho nó để bất kể, đúng không? Và ta đi hàng xóm, thì đỡ công nghiệp, phòng nghiệp của mình kế một nhà đó, những điều khó chịu vô cùng. Và các bạn sẽ để ý thấy gần như là người nhà của mình phải tin bác sĩ hàng xóm nhiều hơn là chúng mình. Và sẽ thấy điều đó rõ. Ngay trong bản thân tôi không thuyết phục được nổi ba má tôi trong số trường hợp phòng dụng thuốc đó. Tôi cũng không hiểu luôn. Đó là cái các bạn phải lưu ý, ta phải cố gắng dồn cho ra cái hạn chế giống như vậy. Vậy thì thuốc, nhắc lại, để nó liên quan trực tiếp đến sức mạng và sức khỏe, cho nên cái đầu tiên nó luôn luôn được quản lý rất chặt chẽ, là cao nhất đó là cái luật dược. Và nó có luật ban hành đàng hoàng, nếu chúng ta vi phạm vô luật rồi vi phạm pháp luật đó. Và có bên dưới một lọ các thông tin hướng dẫn các bạn đã tiếp xúc, thì tôi sẽ cung cấp lần lượt nữa, từ từ nữa. Thì các bạn đã tiếp xúc với trong cái hoạt động nghề nghiệp của mình, đó là cái thông tư 52 ngày hôm qua về cái đơn thuốc rồi ha. Về mặt quản lý, về mặt chuyên môn cao nhất, đó là những cái quy định về sử dụng thuốc. Về mặt chuyên môn, trong này ta nói về quản lý, mà ta sẽ nói trong dự điểm, nó sẽ cung cấp các bạn cao nhất một cái thuốc muốn được xài cho bệnh nhân điều trị bệnh, thì nó phải bỏ những cái tiêu chí nào nằm trong dự điểm. Và cái kế tiếp nữa thì trong thông tư 52 người ta ghi rất rõ, không được phép kê đơn thuốc nội trú cho bệnh nhân, hay không được phép kê cho bệnh nhân ngoại trú thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, không được phép. Cái thứ hai, nhà thuốc bệnh viện hay là khoa dược bệnh viện không được phép lưu trữ mua bán thực phẩm chức năng cung cấp cho bệnh nhân trong bệnh viện. Cho nên là các giờ nghỉ là khoa dược mua phẩm chức năng để cho bệnh nhân xài không có được phép. Và như vậy chúng ta lại phải phân biệt bốn cái rất lớn, đó là thuốc, là thực phẩm chức năng, là mỹ phẩm và hoạt chất. Chúng ta rất bị lẫn lộn giữa cái này. Và các bạn nhớ những điều, hai đứa này không được phép xuất hiện trong hồ sơ được đáng hậu trú, khoa dược bệnh viện không được phép mua để phân phối, bởi vì nó không phải là thuốc. Vì chúng ta phân biệt thử nha. Ngoài ra chúng ta cần đầu tiên hết nó là câu hỏi, nó là cái dấu gì. Các bạn chắc chắn là những cái người mà sau này không những phải biết về nó, bởi vì các bạn ép người ta uống không? Không, các bạn chỉ định là các bạn đang ép người ta uống không? Còn các bạn không biết nó là gì hết thì các bạn ép nó gì, ép nó gì. Các bạn phải hiểu nha. Vì các bạn nghĩ nó là cái gì đây? Nó có cần thiết trong cuộc sống hàng ngày không? Chắc chắn có. Mới đẻ ra đã uống, lớn lên đã uống, và trước khi chết cũng đã uống đau bụng và phải chết, đúng không? Vậy nó có tính bằng cái giá trị kinh tế không?
nó có được đo lường bằng một thước tinh tế không? Có không? Có, đó là dường giá. Các bạn đến nhà thuốc, các bạn mua thuốc, có bao giờ các bạn trả tiền thuốc không? Phải trả giá không? 50-70 ngàn không? Chỉ có biết chỗ nào bán rẻ để mua không? Phải không? Nên nó là một loại hàng hóa đặc biệt. Và kế tiếp nữa là nó luôn luôn nó đi suốt trong cuộc đời của chúng ta, do nó một trong những nguyên tắc về đạo đức của hàng nghề. Người ta sẽ nhắc đến rất nhiều khi các bạn chỉ định một thuốc dầu vô trong cái tiệm tặng. Nếu chỉ vì họ đeo theo chúng ta, vì cái to thuốc chúng ta, họ bán nhà, bán cửa, bán đất lại là vấn đề về đạo đức. Nên chú ý khi kê thuốc cho một tốt thuốc. Khi chúng ta đừng có cứ nhắm mắt mà kê thuốc, đó là cái chúng ta chú ý. Vì thì nó đeo đuổi suốt với chúng ta trong cái cuộc đời. Nó có phải là thực phẩm không? Theo các bạn, không ai gọi nó là thực phẩm hết. Bởi vì không có ai có thể là sống bằng thuốc không hết. Nhưng nó lại rất dễ bị lẫn lộn bởi một khái niệm mà bị lạm dụng rất nhiều, đó chính là thực phẩm chức năng. Vậy thì cái phân biệt của chúng ta phải phân biệt rất rõ thuốc hay thực phẩm và thuốc hay thực phẩm chức năng. Hai khái niệm này khác nhau hoàn toàn. Thế các bạn, thì chúng ta không học chuyên đề về thực phẩm chức năng, nên về mặt quản lý, nên khi trong phần trình bày có những cái gì liên quan tôi sẽ nhắc vô từ từ. Chúng ta chỉ học về thuốc thì các bạn phải nhớ một điều, thực phẩm chức năng không được gọi là thuốc, các bạn không được gọi là về mặt quy chế quản lý, người ta không cho phép các bạn kê trong to thuốc nội diện, tức là không xuất hiện được trong hồ sơ bệnh án. Đó là cái chúng ta lưu ý. Vậy thì chúng ta phải biết cái nào chức năng, cái nào là thuốc, trong khi những cái quảng cáo hiện nay nó lẫn lộn với nhau rất nhiều và luôn luôn nó có bị lạm dụng, phải không? Những cái thực phẩm chức năng được quảng cáo rất lớn, cái gì cũng nhất hết, thấy không? Nhưng cuối cùng người ta xiết lại nó bằng câu câu gì? Đây là thực phẩm chức năng, phải làm thuốc, đây không có tác dụng thay thế được thuốc chữa bệnh, đúng không? Đó là lý do tại sao người ta không cho phép thuốc thay thế ở nằm xuất hiện ở trong cái hồ sơ bệnh án nội dung trong đơn thuốc. Bởi vì ta nói đơn thuốc là cây thuốc, thực phẩm chức năng không phải là thuốc. Ta chú ý điều đó. Thì nó có những cái lý do lần lượt thì chúng ta học thì chúng ta sẽ nhìn ra từ từ, nhưng các bạn sẽ nhớ nhé, nó được quảng cáo và nó được lúc nào nó cũng được xếp lại. Thì về mặt định nghĩa, người ta định nghĩa thực phẩm chức năng là những chất chỉ có tác dụng hỗ trợ trong điều trị, nó sẽ khác thuốc. Thuốc là những chất có tác dụng trong điều trị bệnh, còn thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng hỗ trợ trong điều trị. Cho nên chúng ta không bác bỏ chức năng hỗ trợ trong điều trị của thực phẩm chức năng, nhưng để gọi nó là thuốc thì chúng ta không có chấp nhận. Bởi vì trong cái quá trình phát triển một thuốc mới nữa, các bạn sẽ thấy rất rõ ở cái của nó. Thì người ta ngay từ đầu về thông tin, về quảng cáo họ ghi rất rõ, nhưng lúc nào cũng lập lờ, họ che chỗ này hết. Nhưng ra nếu các bạn làm về một cái nghiên cứu khoa học thuần tí thì chúng ta cứ đặt ra câu hỏi giống như vậy. Một cái chiếc xe, nếu các bạn mua xe hơi đời mới hiện nay, có thể bấm tự động quạt, có lắc đầu chút phải thì quẹo phải, lắc đầu trái thì quẹo trái ra. Nhưng các bạn đổ xăng máy bay vô, nó có bay được như máy bay không? Có bay được máy bay không? Chiếc xe hơi. Vậy thì một cái thằng cha già 80-90 tuổi bị bệnh hư nát bét hết, bút vô hết không? Có không? Cô làm sao mình lại tin những chuyện nó xuất hiện vô lý lắm vậy? Chúng ta nó hiểu chuyện đó vậy ha. Đó là cái. Và các bạn thấy này, về mặt quản lý thì để nó, các bạn nhớ rõ, thực phẩm chức năng thì được quản lý với ai? Với Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm. Còn thuốc thì được quản lý bởi Cục Quản lý Dược, và có rất nhiều quy chế tập lực dược họ ban hành để kiểm soát cái gì dùng thuốc. Còn cái Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm thì họ rất là dễ dãi, cho nên thực phẩm chức năng chỉ cần đăng ký qua Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm thôi. Cho nên là nó quảng cáo nó xuất ở luôn luôn và nó không kiểm soát được chức năng quảng cáo, nên lúc nào người ta cũng phải xếp một cái câu giống vậy. Các bạn giờ về đây coi thấy có cái gì buồn cười không? Đây là thuốc thực phẩm chức năng cho các bạn. Đây là thuốc thực phẩm chức năng các bạn. Rồi chúng ta sẽ phân biệt nhé.
do nó có cái quản lý của hai cái cục khác nhau, cho nên là cái cục quản lý dược người ta sẽ xác định là thuốc với cái cục nó sẽ khác, để chúng ta sẽ học lần được. Nhưng giờ như đây các bạn có thấy buồn cười gì không? Thuốc mà không dùng cho bệnh nhân thì thuốc dùng ai? Thuốc dùng cho ai? Sao cái quan điểm của tôi học tiếng Nam nó chuyện đó? Nhưng hồi viên đúng hay sai? Hồi viên đúng hay sai? Hồi đúng. Nhưng họ chỉ dùng từ gì đây? Trong chỉ định hay lưu ý sử dụng trong những đối tượng này là ai? Ta đọc chuyên môn là ta biết liền. Bởi do bởi cái quảng cáo này nó do Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm quản lý nên nó cho phép quảng cáo rất là lung tung với nội dung. Còn đối với thuốc muốn quảng cáo giống như vậy thì Cục Quản lý Dược nó có những cái quy định về quảng cáo rất rõ ràng, những cái nội dung nào phải nói, những nội dung nào không được phép nói. Và người ta quy định rất rõ một cái thuốc khi được quảng cáo không được phép nói hơn một cái thuốc cụ thể nào hết, hay không được phép nói là đứng đầu trong một lĩnh vực điều trị nào hết. Người ta chỉ nói là thuốc đó có hiệu quả trong điều trị đáy tháo đường. Người ta chỉ được phép nói thuốc đó là thuốc được lựa chọn ưu tiên trong đáy tháo đường hay gì đó. Người ta không được phép nói thuốc đó là thuốc hay nhất trong điều trị đáy tháo đường. Đó là những cái từ mà cũng có cái dự phòng quản lý rất chặt chẽ và có cái thông tư ban hành riêng. Nên các bạn đọc một cái quảng cáo, các bạn cứ lấy nha, một cái thông tin giữa thực phẩm chức năng và một cái thông tin quảng cáo của thuốc, các bạn sẽ thấy khác biệt rất rõ. Và chính vì lý do giống vậy, nhiều cái hãng thuốc hiện nay lại lo sợ, nên những cái hãng thuốc mà càng xào chừng nào thì lại càng lo sợ, nên khi nó làm ra một cái thuốc thì nó lại quảng cáo ngược lại. Bây giờ lại có khuynh hướng, các bạn có nghe thấy một số thuốc quảng cáo không? Đây là thuốc chứ không phải là thực phẩm chức năng. Cậu ấy ăn cần nhất vậy đó, hiệu quả điều trị thì ta biết thôi, lại phải nói đây là thuốc không phải thực phẩm chức năng. Nên là những cái các bạn đánh giá chất lượng ngay từ đầu tiên qua một cái quảng cáo ban đầu rất lớn. Nên những cái đồ xu hướng đó chúng ta phải lấy tin, chỉ tin được 50% trong đó thôi. Đó là cái để các bạn chú ý. Vậy thì chúng ta phân biệt thực phẩm chức năng nha. Nhắc lại, chúng ta không bác bỏ chức năng hỗ trợ trong điều trị của thực phẩm chức năng, nhưng chúng ta không phải làm thuốc. Để các bạn nhớ điều đó. Thứ hai, có những cái trường hợp giống như vậy chúng ta có gọi là thuốc không? Họ gọi đây là rượu thuốc đúng không? Nó phải là thuốc không? Hay trên trường hợp bỏ một viên xê sủi vô trong nước bác hát uống, đây có phải là thuốc không? Đó là những cái chúng ta phải đánh giá rất rõ qua các hiệu quả. Đây có phải là thuốc không? Và khái niệm sau này chúng ta do mình đi học thủ truyền thì chúng ta sẽ đi nhanh qua phần này thôi, nhưng các bạn sẽ nhớ nha, liệu có xài nhiều cái ca ở nhà chưng giống như vậy, đem ve cái hũ rượu mấy chục, hay là ngày nào các bạn đi ngang những cái rượu nhân dân nó ngâm con này con kia trong đó, chúng ta biết cái nước này bao nhiêu nước chưa, cái xác này xài mấy năm chưa. Và bây giờ có một cái điều được gọi là dược liệu khác, nó bán một cái keo ngâm giống như 50-60 triệu, cái này có gì không? Nước củ cải có gì trong đó, uống vô uống nước củ hoa hồng. Bởi vì sao? Bởi vì nó trích hết các cái hoạt chất trong này rồi, chỉ còn có cái củ không đem ngâm nước bán thôi, có gì trong đó không? Nên người ta gọi đó là nhiều tiền đấy. Hiện nay và cái nước này nó rất nhiều, nên đừng nên tôi chúng ta phải luôn chú ý. Vì vậy thuốc có phải là mỹ phẩm không? Sao các bạn? Có phải mỹ phẩm không? Sao là mỹ phẩm nữa? Chỉ cần đi ngang đây là khác rồi. Bất cứ một tỉnh thành, một đơn vị nào kế bệnh viện di động đó, các bạn thấy tôi ghi rất rõ nè, trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm, sao biết chung chưa được, hai cái điểm này khác nhau hoàn toàn. Mỹ phẩm được định nghĩa là những chất dùng làm đẹp cho cơ thể và chỉ dùng bên ngoài, không có đưa vô bên trong, thì đó định nghĩa là mỹ phẩm. Bộ Y tế họ quy định rất rõ ràng các cái điểm, và như vậy cái chuyện do đó mà nó không xuất hiện được ở trong cái đơn vị. Tuy nhiên nó sẽ lẫn lộn rất nhiều những cái trường hợp giống như vậy. Chúng ta sẽ tự hỏi những cái loại này có phải là thuốc hay không? Các bạn có dám xài? Tối nay thức học về dược lý, sáng nổi mụn bụng bự giống vậy đi ra ngoài chợ mua vitamin A, vitamin E, còn cái túi gì bôi bôi cái vô nha. Có. Đó phải là thuốc không? Sao là thuốc? Thấy không? Và các bạn có để ý thấy kiểm tra nguồn gốc, đúng không? Và cái những họ quảng cáo cha này mẹ kia điều trị rất hiệu quả, các bạn có bao giờ tìm thấy địa chỉ của họ? Một cái người, một cái ông lên mạng nói là tôi điều trị ung thư mấy đời, nhà uống nhà đó mấy đời bán thuốc gì gì đó nghe, rồi giờ điều trị hiệu quả,
các bạn có bao giờ biết cái cha bệnh nhân đó bây giờ còn sống hay không thì chưa đâu. Đó là những cái còn đối với y chúng ta phải một điều, các bạn nhớ một điều, chúng ta đang sử dụng thuốc trực tiếp cho bệnh nhân và cái hiệu quả của thuốc phải là chứng cứ y học, phải là bằng chứng chứ không có thể nói chuyện trên. Đó là cái để các bạn lưu ý. Vậy nó không phải là độc chính không? Có chứ, rất nhiều trường hợp tự nhiên vợ chồng giận hờn nhau với bạn bè, giận hờn vô cùng có ngủ dữ tới chờ đúng không? Thì tự tử bằng CDC rất nhiều. Chỉ trong trường hợp này nó có phải là độc chất không? Không phải, không phải, nó không phải là độc chất. Và có rất nhiều các trường hợp sử dụng sai cho mục đích thì cái thuốc nó biến thành độc chất. Một khi họ lạm dụng thuốc đó để họ không phải là họ làm giả tao không? Không có đâu. Những người lạm dụng một viên, nhất là nhân viên y tế của mình, họ lạm dụng một viên là gì? Để họ tạo được một cảm giác sảng khoái, dễ chịu khi sử dụng nó, chứ không phải là giả tao. Không phải. Cho nên là để một cái thuốc mà sử dụng cho mục đích phi điều trị thì nó đều biến thành độc chất hết. Cái ranh giới giữa thuốc với độc chất nó gần nhau dữ lắm các bạn. Nó chỉ cách biệt nhau cái gì? Cách biệt nhau một cái liệu. Cho nên người ta nói rất rõ, các bạn nghe nhắc hoài, thuốc là con dao hai lưỡi. Ở một cái liều này thì có tác dụng điều trị, đó là thuốc. Nhưng ở một liều khác nó có thể gây độc, gây tử vong cho cái đối tượng sử dụng, nó trở thành độc chất. Đó là cái chúng ta khi sử dụng chúng ta phải nhớ, cái chuyện khác biệt nhau ranh giới. Cho đó khi thông tin về một thuốc lại thấy ở bên chị nữa ranh giới liều tử vong, liều gây độc, liều điều trị. Nó luôn luôn có những cái khoản liều rất rất rõ ràng nha. Chúng ta phải nắm được cái đó. Của nó có gì tới lại ăn được, làm đẹp không được, còn muốn chết cũng được, thì nó là giống gì? Nó là giống gì? Thuốc nó có bao hàm những cái nhiệm vụ bên đây không? Có nha, có hết. Muốn chết cũng được nữa, thấy không? Vì nó chỉ khác nhau chỗ gì các bạn? Khi nào chúng ta dùng thuốc, nó chỉ khác nhau giữa những cái chỗ mục tiêu sử dụng thôi. Không? Khi nào chúng ta dùng thuốc, của bệnh mới dùng chứ không bệnh dùng làm gì? Uống thuốc vô để làm gì? Khi bệnh uống thuốc vô để làm gì? Để hết bệnh, dễ thuốc. Dễ thuốc nó định nghĩa là gì các bạn? Định nghĩa đơn giản lắm, là những chất có khả năng hồi phục lại chức năng sống chung có vô cùng. Nó gì? Và nó sẽ khác biệt với độc chất ở chỗ gì đây? Độc chất được định nghĩa là một chất mà không có chức năng hồi phục lại cái tác dụng sống của cơ thể. Cho nên là một thuốc có thể độc chất và một độc chất có thể trở thành thuốc. Ví dụ ta dùng độc rắn, người ta dùng những cái độc chất gì đó để cho trị liệu bệnh, nhưng mà khi một cái thuốc nó lại dạy dùng ở liều gây độc thì dẫn đến tử vong. Cho nên là khái niệm về thuốc với độc chất ở đây khác nhau ở chỗ thuốc là hồi phục lại chức năng sống vốn có, còn độc chất là đẩy luôn, nó không cho hồi phục lại chức năng sống. Thực phẩm chức năng chỉ để hỗ trợ trong điều trị, không tác dụng điều trị. Và thực phẩm, và mỹ phẩm chỉ để làm đẹp, không hề đưa vô trong cơ thể. Đó là những cái định nghĩa được công việc rất rõ ràng. Thì nếu chúng ta dồn vô thì chúng ta sẽ thấy có phải chúng ta điều trị là chúng ta làm chuyện gì không? Một cái trạng thái sinh lý bình thường như các bạn đang ngồi đây, huyết áp nhiều đó, đường huyết nhiều đó nha. Giờ là tối thức khuya hay chơi bời rồi cái bắt đầu bị nhiễm bệnh, bị các yếu tố sinh bệnh hay ra bệnh. Hoặc là do cái chế độ ăn uống sống không hợp lý dẫn đến tăng đường huyết, tăng huyết máu, có phải chuyển đến trạng thái bệnh lý không? Thì chúng ta sử dụng thuốc điều trị để làm gì? Có phải để cho bệnh nhân hạ huyết áp thì không? Có phải để cho đường huyết tụt xuống không không? Không phải, chúng ta đưa mức đường huyết, đưa huyết áp, ta trở lại trạng thái kiểm soát ban đầu và người ta dùng thuốc để điều trị. Vì gì? Cái định nghĩa đầu tiên nhất, đơn giản nhất, người ta nói thuốc là những chất có khả năng hồi phục lại chức năng sống vốn có ban đầu. Có ban đầu. Và giờ vô đây thì giải thích được cơ chế của thuốc không? Đây là cái định nghĩa rất là chung. Các bạn nói cơ chế của nhóm thuốc rất khó hiểu. Nhưng mà chúng ta muốn hiểu một cái thuốc hạ huyết áp thì chúng ta phải biết là cơ chế sinh ra cái tăng huyết áp là sao. Thì cái thuốc đó nó sẽ can thiệp vô trong chỗ cái vị trí nào chẳng hạn. Đây là cái trục rất nổi tiếng. RAA, renin, angiotensin, aldosterone, nó là một phần sinh lý rồi. Angiotensin 1 chuyển qua angiotensin 2 thành cái men chuyển, nhờ cái men chuyển. Và angiotensin 2 khi hình thành nó sẽ đi đến một cái receptor có tên là AT1 và khi đó nó gây co mạch dẫn đến tăng huyết áp. Vậy thì cái thuốc điều trị tăng huyết áp cơ chế nó làm gì đây? 1, đừng cho men này tồn động.
thì dẫn đến không hình thành axon sinh hai. Vậy thì chúng ta có nhóm thuốc đó, nhóm thuốc trên một chuyện a enalapril, canopril được rất nổi tiếng. Rồi bây giờ nếu angiotensin 2 được hình thành, nó di chuyển vô AT1 để nó gây ra co mạch thì đứng cho nó vô, người ta sẽ cám cái thụ thể AT1 này lại, nên người ta gọi đó là nhóm thuốc ức chế cụ thể angiotensin 2, tức là ức chế cụ thể AT1. Và chúng ta có nhóm gì đây, anti sạc tăng, lô sạc tăng, qua sạc tăng, nó nằm ở chỗ này. Vấn đề chỉ ở chỗ khi nào điều trị cao huyết áp dùng nhóm này, khi nào điều trị cao huyết áp dùng nhóm này. Và chúng ta còn tới một nhóm thuốc nữa mà chúng ta học rất nhiều, đó là nó chèn sinh canxi, nó cho canxi nhập vào, nó dẫn đến tế bào không co mạch được, thì nó dẫn lại là chúng ta có nhóm thuốc chèn sinh canxi, đó là lonergin. Chúng ta lại có thuốc tác động cơ thể sinh giao cảm, có giao cảm nếu gắn trên beta thì nó gây ra giãn mạch, vì cái thuốc đó là chất chủ bệnh trên hệ sinh tơ beta thì nó lại gây giãn mạch nữa. Rất nhiều thuốc, đúng không? Thì cơ chế của mỗi thuốc là gì đây? Muốn hiểu được cơ chế, muốn hiểu được tác dụng của thuốc thì các bạn phải hiểu được phần về sinh lý, về sinh lý đó. Các bạn đang học sinh lý song song đó, các bạn đang học sinh lý đó. Tôi lấy ví dụ, bây giờ một cái cảm giác được ghi là do gì mà có cái gì không? Có thể giấy không? Nên ra ngay từ tôi nói với các bạn muốn học vật lý thì phải học sinh lý thì thật kỹ, rồi cái đó chúng ta bổ sung vô sinh lý bệnh thì cái thuốc nó chỉ chen vô trong đó, nó đưa cái cơ thể trở lại trạng thái bình thường thôi. Khi chúng ta học rồi, một cái dẫn truyền cảm giác đi từ một cái tác nhân kích thích là do nó hình thành gì, từ điện tích di chuyển sang cái động, phải không? Cơ là cái điện tích này giúp cái trung nam ti hoặc nam ti bên trong gây ra thế, không là đảo cực mạch hàm có điện dương lên, tức điện đôi ông nam ti vô bên trong, vậy là chúng ta gọi là điện động. Ủa bên này nó cho nói hả? Dạ, khi điện thế động di chuyển bắt đầu dưới một cái tác nhân kích thích, nó gây di chuyển điện thế động dần về phía trung tâm trung ương, thì người ta nói đó là hình thành xung động thần kinh. Vậy xung động thần kinh được hình thành và được dẫn truyền là do sự di chuyển của các điện thế động, đúng không? Ta học bằng sinh lý rồi nha. Dạ, vậy thì một cái động khi gây ra thì nó cũng tín hiệu về, nên chúng ta sẽ có các cảm giác nóng lạnh đau nhân dân. Vậy thì nếu chúng ta tiến hành gây tê cho một cái bệnh nhân phẫu thuật thì làm gì? Được dẫn truyền xung động. Họ muốn được cho dẫn truyền xung động về cho hình thành thế động, muốn cho không hình thành được thế động thì cho natri nhập vào, và cơ chế của thuốc y tế nó đơn, nó chỉ chèn trên khi không cho natri nhập vào và dẫn đến thành điện thế động, do nó không có dẫn truyền xung động chung, nên những cái cảm giác do phẫu thuật thành không có truyền được vào cơ chế động. Cơ chế rất là đơn giản ha, để các bạn hiểu ra. Và tôi nhắc lại, lúc nào cũng phải học thì phải dễ về sinh lý thì học dược lý mới được. Hay nữa, các bạn sẽ học lần lượt các chương thuốc, cảm thấy rất rõ. Đây là nhóm kháng sinh, nhóm beta lactam, chúng ta hay nhắc có tác dụng chính yếu trong cái con. Vì thì tế bào của người với tế bào vi khuẩn có giống nhau không? Giống y chang về chuyển hóa, về đặc tật cấu trúc, nhưng nó chỉ khác nhau gì? Khác nhau học vi sinh rồi, lên nhất tế bào. Tế bào của người chỉ có cái nhóm màng bào tương, còn con vi khuẩn thì nó có cái lớp giáp tế bào bên ngoài, cấu trúc chính yếu là cái lớp epithelium căng, và nó rất dày ở cái con răng. Răng gì? Răng dừa. Mà con răng mâm có này không? Không. Vậy thì cái nhóm beta-lactam chỉ một cái cơ chế duy nhất là không cho tế bào vi khuẩn tổng hợp ra cái giáp tế bào này, lòi ra cái màng bào tương, lên hệ thống enzyme miễn dịch trong cơ thể đó, nó giết ngay tế bào vi khuẩn. Và như vậy, nó có ảnh hưởng gì tới bào người không? Không. Cho nên người ta nói kháng sinh nó chỉ độc tính trên chọn lọc trên tế bào vi khuẩn, nó được lựa chọn để chỉ giết tế bào vi khuẩn thôi, nó không có giết tế bào người, bởi vì tế bào người không có tổng hợp giáp tế bào, nó không bị ảnh hưởng gì hết. Và như vậy thì nhóm beta lactam này phổ chính yếu đầu tiên nằm đâu đây? Nằm trên con vi sinh. Nó là dễ thức tinh đấy. Vancomycin nó đi theo bên đấy đó. Cho nên vancomycin chỉ được chỉ định trong nhiễm trùng răng dương, nó có tác dụng trong răng. Khi chúng ta hiểu về bản chất
của các vấn đề thì chúng ta sẽ dồn ra cơ chế là dồn ra tác dụng của thuốc rất rõ, đó là cái điều các bạn phải chú ý. Và như vậy thì người ta có rất nhiều các định nghĩa về thuốc để người ta mô tả nó kỹ lưỡng hơn, hoặc là người ta đưa ra những cái khía cạnh mà một cái thuốc nó có thể tham gia vô. Trong đó ngoài cái mục đích phòng bệnh chữa bệnh, nó còn làm giảm triệu chứng. Ví dụ cái gì đây? Ví dụ gì? Paracetamol. Không phải, nó chỉ là hạ sốt. Chỉ là hạ sốt. Và sốt là một cái triệu chứng của rất nhiều cái nguyên nhân bệnh, đúng không? Có ai uống paracetamol vô giống như bây giờ để hạ xuống 36 độ cho mát không? Cho nên là paracetamol chỉ có hiệu lực khi sốt cao, nó đưa ra cái trạng thái nhiệt độ của cơ thể thôi. Chứ nó không có hạ paracetamol, nó không có hạ xuống 36-35 độ để mát, đúng không? Đó là cái chúng ta phải hiểu này, hiểu rõ cái bản chất của thuốc. Nó làm mất cảm giác của một bộ phận hay toàn thân, đó là thuốc tê hay là thuốc mềm. Như các bạn học rồi, trong giai đoạn đó ức chế trên trung ương đi đến giai đoạn cuối cùng là đi đến gì đây? Ức chế trạng thái gì? Trung tâm hô hấp và hành tủy. Và như vậy tất cả các thuốc ức chế trên trung ương, thuốc thủ, thuốc mê, thuốc tê đều dẫn đến giai đoạn cuối cùng là gì? Là bệnh nhân có thể bị chết bỏ. Đó là lý do tại sao trong gây mê hồi sức, trong phẫu thuật luôn luôn có giới bác sĩ gây mê hồi sức còn rất là kiểm tra. Không, chúng ta kiểm tra cái nồng độ thuốc khi bắt đầu bệnh nhân đi đến cái trạng thái cao nhất là bắt đầu ức chế hô hấp thì họ phải dùng thuốc này. Và những cái người lớn tuổi khi tiến hành gây mê thì đôi khi không hồi phục lại được cái chức năng hô hấp. Đó là những cái lý do chúng ta hiểu một cái tính chất của một thuốc. Bây giờ thuốc nào thử nó quá trình sinh đẻ các bạn đơn giản. Họ có bên các anh chị liên thông thì họ ngồi họ suy nghĩ, họ nói oxytocin, họ nói cái giống quỷ gì đó thứ. Còn bên chính quy các bạn là thuốc từ thai lẹ dữ lắm. Kế tiếp là gì đây? Thuốc làm thay đổi hình dáng cơ thể. Đừng nói tôi thuốc giảm cân, đúng chưa? Trong cái điểm điều trị tây y không có thuốc điều trị giảm cân. Thuốc gì làm thay đổi hình dáng cơ thể? Điều trị giảm cân chỉ là dùng một cái tác dụng phụ của thuốc làm cho người ta biến ngang, làm cho tăng chuyển hóa cơ thể để giảm bớt trọng lượng quá khổ. Trong điều trị tây y không có khái niệm thuốc điều trị giảm cân, không có những thuốc mà dùng tác dụng. Đối với các bạn học các bạn sẽ thấy có rất nhiều các thuốc được chỉ định tác dụng là dựa vô tác dụng phụ thôi, đừng chỉ định mà dùng cái tác dụng phụ của nó bất lợi cho người này nhưng lại là chỉ định điều trị cho một cái bệnh lý riêng khác. Nếu các bạn sẽ gặp từ từ những thuốc này là thuốc này đây, những cái thuốc mà trước đây người ta rất quan tâm hoặc là chỉ có nữ mới quan tâm, hiện nay nam họ cũng quan tâm rất nhiều. Đó là thuốc gì? Có những người gì lý do gì đó cái ngực sẹp tép nó bự, bây giờ muốn làm bự lên cho người ta, đúng không? Có những người nào lớn giờ cái ngực bự quá giờ phải làm cái nhỏ lên cho trẻ. Đó là những cái thuốc dùng trong cái phòng thuật thẩm mỹ các bạn, những cái loại mỡ nhân tạo, những thuốc thay đổi hình dáng, chuyển đổi cơ thể động dân, thuốc cấy ghép động dân thì nó xếp trong những thuốc này chứ không phải là thuốc giảm béo, các bạn nhớ điều đó. Và đặc biệt trong phẫu thuật thẩm mỹ có những thuốc người ta nó là thuốc hiện nay người ta không công nhận, nhưng do cái tính chất của nó là hậu quả gây ra rất nghiêm trọng nên người ta đưa vô cái quản lý chặt chẽ chứ nó vẫn không gọi là thuốc. Cả liệu pháp tế bào gốc hiện nay vẫn còn tranh cãi rất lớn trong phẫu thuật thẩm mỹ, không gọi là thuốc. Còn nhớ ví dụ những loại giống như là botox nè, filler nè, nó đánh tóc là một cái liệu pháp thôi. Còn cái botox hay là filler dân người ta hiện nay người ta không gọi nó là thuốc, gọi là thuốc. Để các bạn chú ý nha khi chúng ta sử dụng. Thì với những cái tính chất rất phức tạp và nó liên quan rất nhiều đến tính mạng của con người ta, cho nên là thuốc nó có luật. Mỗi quốc gia nó sẽ ban hành cái luật điều riêng. Đối với Việt Nam thì cái luật đầu tiên ban hành năm 2005 do Bộ Quốc hội ban hành. Và trong đó nó định nghĩa gì đây? Thuốc là giống quỷ gì đó, nó định nghĩa giống vậy. Nhưng nó nói rất rõ, trừ được phẩm chức năng. Nên luật dược người ta nói rất rõ. Đó là lý do tại làm sao mà không được xét được phẩm chức năng trong thuốc, không được phép kê ở trong hồ sơ của án nội thuốc. Nên nó không gọi là thuốc. Sau đó thì đến năm 2016 người ta đưa ra một cái luật dược sửa đổi nữa, thì các bạn sẽ coi trong luật dược này nghe, trong luật dược 16 này. Trong luật dược 16 này về mặt quản lý còn định nghĩa thuốc y như giống kia thôi, nhưng mà những cái mục đích cũng giống kia thôi, nhưng họ bỏ cái khái niệm là trừ thực phẩm chức năng. Điều đó họ muốn nói gì đây? Luật dược là chỉ dễ dành cho thuốc,
thực phẩm chức năng không là thuốc, cho nên không có nhắc gì trong luật dược. Có nghĩa là họ càng tách bạch rất rõ ràng, thuốc là thuốc, thực phẩm chức năng là thực phẩm chức năng, hai cái khác nhau hoàn toàn. Nếu nhắc ở trước như luật 2005, có nghĩa là vẫn còn, người ta vẫn còn quyến lý và muốn xếp thực phẩm chức năng vô trong thuốc, phải không? Và người ta đang muốn nhắc tới. Còn bây giờ là luật dược là của dược, không có cái gì là của thực phẩm chức năng hết. Hiện nay thì người ta về mặt quản lý, một số các cái nhà sản xuất làm về thực phẩm chức năng, người ta cũng đang tranh đấu để muốn xếp nó vô, và sắp tới chắc họ sẽ ban hành một cái luật riêng về của thực phẩm chức năng khi họ có sắp vô trong thuốc. Các bạn nhớ nha. Bộ Y tế họ không cho kê đơn thực phẩm chức năng trong đơn thuốc, nhắc lại không phải là do người ta không thích, mà là do luật quy định rất rõ ràng. Các bạn chú ý phần đó. Đó là về cái luật, cái về đọc trong luật dược này. Phần tự động bắt buộc nha. Có khoảng 11 chương với mấy trăm điều là những dược được định nghĩa là thuốc và các hoạt động liên quan đến thuốc, tức là rất nhiều các hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối, khám phá, dược lâm sàng, động dân. Tôi chỉ bắt các bạn đọc ở cái chương 1, 43 cái từ ngữ này thôi, về thuốc thôi. Để chúng ta hiểu, khi chúng ta sử dụng thuốc, chúng ta đang thực hiện những cái gì theo luật và người ta định nghĩa như thế này. Nó ngắn lắm, nói 43 từ ngữ, chắc mỗi từ ngữ chuyện dọc, nó nhiều khi khoảng chuyện trang ngữ này. Để các bạn phải đọc nha, và đó là những cái khái niệm mà tôi nói trước đây là phần tự động bắt buộc. Để chúng ta có khái niệm cơ sở về cái luật pháp khi chúng ta tiến thực hành nghề nghiệp, để chúng ta tự chuẩn bị vi phạm. Trong đó nó cho chúng ta những cái gì đây, nó định nghĩa rất rõ thế nào là hoạt chất này. À, cái thuốc đầu tiên được định nghĩa rồi nha. Kế tiếp, cái gì được gọi là dược liệu nè, cái gì được gọi là thuốc quá dược, thuốc dược liệu, cái gì được gọi là thuốc cổ truyền, thuốc dị, thuốc cổ truyền. Họ định nghĩa khi nào được gọi là thuốc mới, và nó phải nhắc đến khái niệm được gọi là thuốc generic và dược gốc, tức là cái brand name mà mình mới nhắc đến hồi qua. Để các bạn ta hiểu, bởi vì nó sẽ liên quan rất lớn đến khái niệm tương đương sinh học, tức là khi nào chúng ta thay thế một cái hoạt chất nằm trong dược gốc bằng một cái hoạt chất giống vậy và nằm trong generic, thì các bạn phải biết thế nào là thuốc generic, thế nào là thuốc dược gốc để chúng ta kê đơn thuốc. Và đó là cái lý do mà hiện nay đấu thầu thuốc của bệnh viện ở tù liên tục cho tới giám đốc bệnh viện luôn, và giám đốc sở luôn. Các bạn sẽ thấy là do không có biết, họ biết không, họ biết, chính vì họ biết họ mới vi phạm và họ dẫn tới họ ở tù. Đó là những cái để hiện nay các bạn thấy giám đốc các sở y tế bị quá bắt bỏ tù rất nhiều là do các cái điều này. Các bạn chú ý nha. Thì về trong đó những cái mà các bạn cố gắng tập được những cái khái niệm. Thứ nhất, các bạn ráng tập dùng, phân biệt dùng để trong sử dụng chúng ta tránh vi phạm. Đó là cái nhóm thuốc và nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt. Trong đó nó có cái định nghĩa được gọi là thuốc gây nghiện, thuốc thần. Này nó sẽ nằm, người ta định nghĩa thế nào là thuốc gây nghiện nha. Nhiều lần ra coi, những cái chất này là thuốc gây nghiện, những chất này là thuốc thuốc thần. Thì thế nào là một thuốc thần, thế nào là một thuốc gây nghiện. Và như vậy thì đương nhiên nó sẽ có quản lý đặc biệt nằm trong thông tư 20, các bạn chịu khó là cho tôi cung cấp dần dần nha. Đi ra coi ở trong này họ sẽ định nghĩa thế nào là thuốc kiểm soát đặc biệt, và trong đó thuốc nào là thuốc hướng thần, thuốc nào là thuốc gây nghiện. Thì thuốc gây nghiện họ sẽ cho chúng ta có 43 cái hoạt chất và thuốc gây nghiện. Khi các bạn xài thuốc này thì phải lưu ý về mặt quản lý như thế nào, phòng vật tư có được cho không, đó là cái phải lưu ý. Nhà thuốc có được bán hay không, đó là cái chúng ta chú ý được họ quy định. Ngoài ra thì thuốc hướng thần thì có 70 cái hoạt chất được gọi là thuốc hướng thần. Khi cho biết này đến như vậy, bởi vì họ sẽ có quy định khi kê một cái đơn thuốc đó thì nó có cái mẫu riêng, ai được phép diện cho trong cái chỉ định nhà thuốc có được bán hay không. Cái thứ hai nữa, khi ai được phép cung cấp cái này thì báo với các bạn để dự trù cho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần cho một bệnh viện xài, thì cái người lập dự trù để xin một tháng xài bao nhiêu đó lại là giám đốc bệnh viện. Cái người được ký duyệt cho mua nó lại là giám đốc sở y tế tài liệu địa bàn bệnh viện đó, chứ không có phải là muốn mua như mua. Trên toàn quốc chỉ có 5 công ty được phép bán các thuốc gây nghiện hướng thần thông thường, và khi các bạn di chuyển mang thuốc gây nghiện hướng thần trong người 4 ống một viên trở lên, bên ngoài không có giấy tờ, không có giấy ủy quyền của cơ quan là phạm tội hình sự, nhân họ hiểu rất rất rõ.
cơ số của một cái bọc chuyên nằm ở trạm y tế xã bây giờ là bao nhiêu, trước đây là 7 ống, bây giờ chỉ còn 4 ống, không cho để nhiều. Và các bạn đi trong các bệnh viện, các bạn để các khoa chạy lên, không có cái nhân viên, không ai quản lý chỗ này, điều dưỡng trưởng quản lý chỗ này, chứ không có xếp chung lẫn lộn như các thứ khác. Thì mình cứ đi từ từ đi, trong các bệnh viện mình sẽ thấy. Và khi kê đơn, nó có quy định cái đơn của các bạn kê bằng thuốc gây nghiện phải ghi rõ, nếu hàm lượng phải ghi bằng chữ, không được phép ghi bằng số, nếu chỉnh sửa thì phải có ký tên kế bên đó và ghi quy cho liều này, quy cho liều này, liều đạt những cái quy định rất lớn trong sử dụng thuốc gây nghiện. Một trong cái nữa mà để các bạn đi, các bạn để thấy cái bọc phi trong quy định thuốc gây nghiện, một cái gì các bạn để ý thấy không, khi xài xong thì giữ nó làm sao, thu hồi hết là vỏ đúng không, không có được phép để vỏ. Và khoa dược nó sẽ xuống, nó cắt 40 ống vỏ thì nó lấy lại 40 ống và nó đọc để ngay ở trước mặt đó, chứ không được phép dính. Các bạn xài một phim thì không được phép bỏ hốc vỏ, phải thu hồi lại cái vỏ không đó. Đó là những cái quy định mà về chúng ta nhớ nha, đó là về mặt quản lý. Sau này về đây có người làm dụng khoa thì những trường cái gì thì phải biết những cái chuyện giống như vậy, đó là về mặt quản lý dụng thuốc. Có quy định chúng ta trong đó họ định nghĩa cái nào là thuốc kê đơn với thuốc không kê đơn, thì chúng ta cứ hiểu giống vậy. Thuốc kê đơn là cái thuốc phải có đơn thuốc mới được bán, mới được cấp phát. Còn thuốc không kê đơn là thuốc không cần đơn thuốc. Và Bộ Y tế họ cũng quy định rất rõ luôn, nó làm ngược lại, hễ nó ban hành cái thuốc không kê đơn như vậy thì những cái thuốc nào hoặc chất nào không nằm trong cái danh mục này thì bắt buộc phải có kê đơn mới được sử dụng. Thì đó là cái định nghĩa. Thì cũng các bạn cũng nên biết thêm thôi cái này, để nếu chúng ta có dễ lòng phòng mặt tư thì những cái thuốc này chúng ta có thể là không cần kê đơn. Kê đơn thì nó có tổng cộng là 243 hoạt chất. Còn những cái nằm ở thì những thuốc này là không cần kê đơn nhé. Còn những thuốc không nằm ở trong này bắt buộc phải có đơn. Nên nếu các bạn nào có nhà mình đang bán thuốc giảm hàng thì các bạn sẽ thấy quy định là giám sát bán kháng sinh bằng camera các nhà và phải có đơn thuốc có được bán. Vitamin A, D, còn tiêu cuối đều là những thuốc kê đơn hết, kháng sinh dân. Thì trong cái danh mục thuốc kê đơn với không kê đơn này, tôi chỉ muốn giới thiệu thêm với các bạn một cái giống vậy, đó là khái niệm về thuốc OTC, các bạn sẽ nghe nhé. Sau này trong số các bạn có người bán là sẽ không về công tác điều trị, về các cái hàng thuốc đi làm từ điều viên các hàng không vậy rất nhiều ha. Thì khi các bạn đi giới thiệu thì phân cho các bạn, họ nói gam hàng này là gam hàng OTC. Thì cái gam hàng OTC khi các bạn đi, các bạn phải nhớ nha, nó viết tắt chủ thố vô lực cao tầng, tức là để xuống cái tinh kệ ở bên nước ngoài. Những cái gam hàng này là nó cho phép mua bán giống như kẹo bánh bình thường, và khi nó đem qua bên Bộ Y tế thì Bộ Y tế mình mới căn cứ vô cái danh mục 437 chất hồi nãy, 243 chất nãy đó, thì nó sẽ cho phép gọi những cái thuốc này được gọi là thuốc OTC, là các bạn có thể cho sử dụng mà không cần cái đơn thuốc. Thì nữa các bạn sau này nếu có ai về ra làm mà có đi làm bên trường chuyên thì họ dùng tiền bên đi cái khác đó, và nếu được phân cái gam hàng OTC thì các bạn hiểu đây là những thuốc về mặt quy định của Bộ Tế Việt Nam, thì đây là những cái thuốc không kê đơn này nhé. Ví dụ như là vitamin C sủi này, dịch, thì đó là những cái thuốc OTC, một số thuốc. Nó thể hiện cái mặt quản lý ở trong bệnh viện, trong cơ sở điều trị thì thuốc gây nghiện có hướng thẩm định sách riêng và thì phải có kê đơn thuốc, không được phép sử dụng thực phẩm chức năng. Còn đối với nhà thuốc bên ngoài thì được phép bán nhưng mà được sắp xếp riêng từng cái kệ riêng một các bạn, không được phép để lẫn lộn thực phẩm chức năng để riêng, vị phẩm để riêng, thuốc kê đơn để riêng, thuốc không kê đơn để riêng đó. Nó đều có các quy chế về quản lý đó đến các bạn, và khi xuất hiện trong cái kê đơn thuốc cũng giống chấp nhận. Nó sẽ có những cái quy định riêng. Thì nhắc lại các bạn phải từ đây tới lúc các bạn ra trường thì không biết người ta có cập nhật sửa đổi gì trong thông tư 502 này hay không, nhưng các bạn sẽ coi này để quy định về kê đơn thuốc nha, trong điều kiện cả điều kiện nội trú và ngoại trú của mình, chứ không phải là chỉ có điều kiện ngoại trú không, thì nó quy định ở trong cái lực lượng. Cho nên các bạn sẽ thấy những cái này là những cái sai quản của họ hiện nay trong bệnh viện, chúng ta không được phép kê đơn trong giống như trong trường. Đó là vi phạm kê đơn. Hiện nay một số các cái công ty ở bệnh viện nó đang lắp cái kiểu gì đây, nó sẽ cho cái tờ hướng dẫn
nó sẽ lắp ở chỗ là nó dùng cái phiếu tư dân để sử dụng thực phẩm chức năng. Được, các bạn sẽ thấy có một số các công ty về thực phẩm chức năng nó nhờ điều dưỡng là các bạn kê, thì các bạn nhớ các bạn không được phép kê trong đơn thuốc, trong hồ sơ bệnh án, mà nó sẽ có cái tờ, nó lắp cái tờ là gọi là tư dân về sử dụng. Tôi nó viết dài ba chữ ngoài là cái ông vậy đem ra nhà thuốc trước bệnh viện á, chứ trong bệnh viện cũng không có luôn, thì để cho bệnh nhân sẵn. Đó là những cái lắp thực tế để các bạn khi nào làm các bạn sẽ chú ý rồi ha. Thì đó là những cái khái niệm, thì cái khái niệm các bạn cố gắng nhắc thêm một khái niệm thuốc nữa, ráng chú ý trong bệnh viện, đó là thuốc giả chúng ta rất dễ bị phạm sai lầm, nhất là khi các bạn về sau này có tham gia trong các hoạt động mặt thường, ta chú ý một chút xíu. Để sử dụng thuốc giả là bị tư bằng nghe tính hay các bạn, đó là những đương nhiên bất kể đó là ai. Chỉ thì thuốc giả không có đơn thuần, chỉ là không có cái gì bên trong đó. Mà thuốc giả còn được định nghĩa là những chất mà không đúng với cái công thức ở bên trong chúng ta gặp rất nhiều. Ví dụ những cái loại nhất là chúng ta hay gặp các cái công dụng giá rẻ, các bạn sẽ thấy trong đó nó ghi còn là dược liệu không nha. Nhưng mà cái ông chủ nhiệm ông bắt ra có paracetamol, có hạ sốt tốt không? Hạ sốt tốt vô cùng, nhưng đây là thuốc giả. Và dẫn vi phạm thì còn thuốc giả, đó là cái thứ nhất. Hạ sốt tốt tốt, hôm nay có cái tốt, những cái thuốc giảm đau nó có cái corticoid, mặc dù ngoài nó ghi thường với cái phẩm công dụng. Có thuốc kiện có corticoid là các bạn dính vô ngay cái tội thuốc giả hay thuốc đấy. Còn trong những cái thuốc giảm béo như đó lại, nó dùng cái sitagliflozin của mình là một cái chất về tác dân chỉ gây tháo sổ thôi, cho nên người ta uống vô là sẽ rất nhanh xuống, nên người ta nói nó có giảm béo, thì cái thuốc đó là một cái nguy hại rất nghiêm trọng. Một cái thuốc giả nữa đó là ở nhái, còn đó các bạn đều biết Kangala rất nổi tiếng nha. Cái công thức y chang giống vậy, nó chỉ bỏ thêm chữ yếu này cho thôi là đây là thuốc giả rồi, nên vi phạm cái câu kiến tệ của chúng ta nên xài thuốc. Thuốc rẻ thì phải chừng nghe, chứ không có phải là thuốc rẻ là chúng ta cứ nhắm mắt và xài nha. Thuốc giả còn lại gì nữa đây? Chú ý cái điểm này nha. Có hàm lượng không đúng, tức là cái viên paracetamol các bạn đang cho người ta xài, cái phần này thì đa phần chủ yếu bên dược, bởi vì hiện nay đi thì người ta đã cấm không cho các bạn cấp thuốc rồi. Các bạn chỉ được phép kê đơn, rồi bệnh nhân sẽ xách ra các phòng mạch của mình, nó sẽ đi ra cái nhà thuốc ở gần đó, hay cái nhà thuốc của mình ở ngay trước đó có một cái địa sĩ đứng tên để mua thuốc. Khi bác sĩ không được phép kê đơn thuốc, không được phép không khói thuốc nha, cho nên là nó hạn chế được phần này rất nhiều. Nhưng chúng ta cũng lưu ý nha, nếu họ bên kiểm nghiệm họ lại họ bắt cái viên paracetamol đó là viên 325mg, họ về họ kiểm nghiệm còn 200 thì nó cũng là thuốc giả, để chúng ta lưu ý. Còn danh thì cái niệm về thuốc được kiểm soát rất kỹ, để các bạn ráng lưu ý. Đừng bao giờ nghĩ là thuốc giả là không có cái gì trong đó hết thì mới là thuốc giả, nhớ nha. Và những cái này thì lần lượt các bạn sẽ tiếp cận dần dần trong các khi chúng ta học các chuyên thuốc, các thầy cô những cái thuốc nằm trong những khái niệm này nè, thì các thầy cô sẽ giới thiệu, nhất là khái niệm tư duy sinh học sắp tới, nó là cái cơ sở để khi tôi lấy dây chuyền các bạn sẽ thấy giống vậy. Nếu một cái hãng nó cho ra một cái biệt dược gốc rất nổi tiếng, đó là Ofantin, nó gồm có amoxicillin và acid valproic, và nó đăng ký bản quyền, thì các bạn sẽ thấy được có hai cái chữ R phía sau như vậy nè, hoặc là cái dấu R cộng như vậy, thì người ta gọi là brand name hay là một biệt dược gốc. Và giá bán rất là cao, ví dụ khi liên quan 600, 500, 125 này thì có thể đến 30.000 một viên. Nhưng bên cạnh đó, các xí nghiệp ở trong nước họ cũng sản xuất y chang giống vậy, cũng amox 500, acid valproic 125, nhưng họ không cách đặt tên Ofantin, họ sẽ đặt là clavantin. Các bạn thấy hay là clavantin của Hậu Giang, hay là đặc biệt với Tam Đồng Tháp là laminat chẳng hạn nhé, đều có y chang giống vậy, họ cũng đăng ký tên tuổi giống vậy. Thì những thuốc này được gọi là thuốc generic, tức là thuốc phiên bản, và giá họ bán rất rẻ, chỉ có khoảng 17.000, 16.000. Và sẽ gặp trường hợp này rất nhiều. Vậy thì khi nào chúng ta cái này, khi nào chúng ta xài cái này cho bệnh nhân giá rẻ hơn, là một cái vấn đề liên quan đến một gọi là tư duy sinh học.
hay nói cách khác, các bạn muốn thay thế một cái biện dược này và sang một cái biện dược khác thì chúng ta sẽ có những nguyên tắc nhất định nào để thay thế, thì chúng ta dựa vô khái niệm đó là sinh kháng dược như tôi vừa nói. Trong quá trình học lần nữa thì chúng ta đã nói với các bạn, chứ không phải tự nhiên chúng ta uống chọn thuốc rẻ để chọn, hoặc là chúng ta cứ muốn thấy cái gì thì thấy, đó là học phần, đó là cái để các bạn luôn biết sau này. Và như vậy á, thì đối với một cái sử dụng thuốc trong luật dược, khi học xong ráng nhớ những cái khái niệm giống vậy nha, thuốc hay dược phẩm dùng cho người, không có dược phẩm của chó với mèo, chó với mèo chỉ có thuốc thú y, đó là người ta phân rất rõ với thuốc. Và chúng ta phân ra các bạn là quen rồi ha, hoạt chất nha, thuốc gốc nha, chỉ thì hàm lượng, nồng độ, dạng dùng, đường dùng, dược dược, dược dược gốc, dân, đó là những cái khái niệm các bạn phải phân biệt cho ra để khi chỉ định một cái thuốc. Tôi có thể tóm tắt cho các bạn giống vậy để các bạn dễ nhớ. Một cái chế phẩm khi ra một cái viên thuốc giống như vậy thì người ta gọi là một đơn vị thành phẩm của một chế phẩm. Đó là một đơn vị thành phẩm. Trong cái đơn vị thành phẩm này nó sẽ chứa một cái lượng nguyên chất của cái hoạt chất nhất định đó, người ta gọi là hàm lượng hoặc là nồng độ. Và cái phần còn lại để tạo ra một cái dạng chế phẩm đó thì người ta gọi đó là cái phần không có tác dụng dược lý, mà chúng ta hay nghe nhắc đó là cái tán dược. Đúng không? Ví dụ như là nó nói cái viên này 325mg paracetamol, có nghĩa là có 325mg paracetamol nguyên chất, còn lại cộng lại những cái phần khác để nó tạo ra cái viên nặng 500mg, chứ không phải cái viên đó là paracetamol chỉ nặng, cái viên nó chỉ có nặng 325mg nha. Đó là về các bạn phải phân biệt cho ra hàm lượng và cái khối lượng, phân biệt được không? Khối lượng của một cái viên và hàm lượng của một cái viên là khác nhau hoàn toàn. Dạ. Với cái tá dược nó phụ trợ hoạt chất thì nó tạo ra một cái dạng hoạt chất hay là dạng dùng, tức là nó sẽ đóng thành viên nang, nó dập thành viên nén, nó pha chế thành thuốc bổ qua tim, nó đóng thành cái ống tim hay là mỏ tim, nó tạo ra thuốc mỡ hay rem bôi nhân dân là phụ thuộc vô các cái tá dược này. Và như vậy á, thì nó đưa vô cơ thể bằng cái đường thích hợp, nhưng để bảo quản trước khi dùng thì nó sẽ đóng gói lại bằng các bao bì, và người ta bắt buộc khi sử dụng thuốc, thuốc phải còn nguyên bao bì, đó là cái bắt buộc. À, tức là trong cái bao thì người ta gọi đây là một dạng thuốc. Vậy thì các bạn bắt đầu phân biệt từ từ ra nha, dạng thuốc, dạng đồ chế khác nhau hoàn toàn. Mỗi một cái dạng thuốc do một cái công ty sản xuất lưu thông trên thị trường thì người ta gọi nó là cái tên biệt dược, cái tên thương mại. Trong số các cái dạng thuốc này thì sẽ có một cái công ty đầu tiên nó phát minh ra cái công thức, nó phát minh ra cái dạng đồ chế đầu tiên, và nó đăng ký cái sở hữu trí tuệ, cái quyền sử dụng thuốc trong 20 năm, 30 năm gì đó, thì cái đó nó đặt tên được gọi là viện dược gốc hay là rong ràng. Và trong khoảng thời gian đó không ai được phép sử dụng cái tên đó, không ai được phép sử dụng cái công thức giống y giống vậy. Hết cái thời gian đăng ký bản quyền thì khi đó bất cứ một công ty nào khác, người ta cũng có thể nhái cái công thức đó, cái dạng bào chế đó để người ta sản xuất, và người ta gọi là thuốc generic hay thuốc phiên bản. Và điều đó nó chứng minh gì đây? Thuốc generic hay thuốc phiên bản nó chỉ bắt chước đi lại đây thôi, nó không có tốn tiền nghiên cứu cơ bản đầu tiên những cái thông tin về thuốc, cho nên giá nó sẽ rất rẻ, còn viện dược gốc giá nó sẽ rất cao. Cái vấn đề chỉ còn ở chỗ giữa viện dược gốc và thuốc generic nó có giống nhau hay không về tác dụng, bởi vì nó khác nhau gì vậy bạn? Khác nhau gì cái tác dụng đi kèm? Cho nên là giá sẽ khác nhau, chưa chắc là nó sẽ tốt hơn. Và xài khi nào thay thế thứ này cho thế này là phải rất nhiều cái cơ sở. Một trong những cơ sở nữa các bạn sẽ làm quen đó là lưu lưu sinh học. Để cái nguyên tắc chính khi các bạn thế một cái biện dược này bằng một cái biện dược khác, chúng ta muốn cho gì chúng ta cho. Và một cái nguyên tắc thứ hai, khi các thuốc generic được ra đời, đặt tên gì đặt, không được phép đặt tên biện dược đó. Đó là cái biện dược đó là cái tên của phần, không được các bạn. Đó là những cái lần lượt những cái giới thiệu cho các bạn. Ví dụ các bạn sẽ thấy là được ha, có rất nhiều cái, tất cả những cái này đều là paracetamol hết, nhưng dạng thuốc sẽ khác nhau, cách đóng gói sẽ khác nhau, và đưa đến tên trên thị trường sẽ khác nhau ha. Thì những cái điểm này các bạn sẽ về đọc bước nhanh qua, tôi chỉ nhắc lại thôi ha. Hoạt chất được định nghĩa đó là cái thành phần chính của một cái chất.
một cái bú nó có thể có rất nhiều loại chất, chứ không phải một chất duy nhất. Đây ba chất, thậm chí một chục cái loại chất, đây chứ không phải chỉ là một chất duy nhất. Cái mỗi một cái giống gì là cái hàm lượng trong một cơ cơ gì hoàn toàn. Okay, đó là cái chúng ta lưu ý nha. Vậy thì làm sao phân biệt cái liều lượng với hàm lượng? Liều lượng các hàm lượng cho là liều lượng các hàm lượng cho là không hết giờ có lẽ luôn chọc chọc. Liều lượng là lượng thuốc đưa vô cơ thể cho một cái mục đích nào đó. Hàm lượng là lượng nguyên chất. Vậy thì các bạn giả sử chỉ định paracetamol 1000 gì ha, thôi nó thì dễ nhớ. Amoxicillin 1500 mg trong một ngày, đó là liều lượng và chúng ta có thể sử dụng ba đơn vị thành phẩm với cái hàm lượng là 500 mg. Đó là cái các bạn cần phân biệt cho ta liều lượng với hàm lượng. Vậy thì đương nhiên liều nó sử dụng cho một mục đích nào đó, cho nên chúng ta sẽ có liều một lần, liều một ngày chẳng hạn, hoặc chúng ta có liều tối thiểu, có liều trung bình, chúng ta có liều đồng, có liều cho xài một cái ở một cái mục đích nào đó ha, nó khác với hàm lượng đó. Đó là cái các bạn công việc nha, cái về liều, về hàm lượng. Nhắc lại, về hàm bào chế là cái cách trình bày ra một cái chế phẩm để người ta xài, và cái dạng dùng là cái cách để đưa một cái thuốc đưa vô bên trong cơ thể. Vậy thì tới đây cái vấn đề chỉ ráng nhớ dùng thôi. Một cái dạng dùng có thể có rất nhiều dạng bào chế. Dạng dùng của thuốc là uống, nhưng dạng bào chế có gì đây? Viên sữa bọ, có thể có siro, có thể có ống uống, có thể viên nén uống, viên bao đường uống, nhân thấy không? Và có thể có thuốc bổ uống, hay là có nhũ dịch uống, có hậu dịch uống, nhân. Thì một dạng dùng có thể có rất nhiều dạng bào chế. Và ngược lại, một cái dạng bào chế có thể có rất nhiều dạng dùng. Nên đây là cái thuốc bổ. Nhưng thuốc bột này, thuốc bột uống nè, thuốc bột này là thuốc bột pha tim nè, nhưng thuốc bột này là thuốc bột để pha dùng ngoài chẳng hạn. Cái dạng dung dịch cũng giống vậy. Dung dịch là một dạng bào chế, nhưng dung dịch nó có thể có dung dịch gì? Có dung dịch tiêm, dung dịch dùng ngoài, có dung dịch nhỏ mắt, có dung dịch tiêm truyền, có dung dịch uống. Không biết nha. Đó là những cái rất khó mà tránh lẫn lộn, cho lộn cái là cả một vấn đề. Đó là các bạn phải phân biệt. Người ta nói một cái thuốc khi xài phải bắt buộc phải có đầy đủ về các cái còn nguyên bao bì. Vậy thì bao bì là gì đây? Chú ý, bao bì nguyên vẹn là bao gồm cái hộp thuốc và cả cái thông tin thuốc. Hôm qua tôi nói với các bạn đó, nay tôi quên đem theo rồi. Thì một cái bao bì còn nguyên vẹn là phải còn cái to hướng dẫn giống như vậy. Và trong đó người ta quy định rất rõ các bạn. Bao bì cấp 1 là bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc giống vậy. Nó chỉ cho chúng ta biết thuốc đó là thuốc gì, giúp bảo quản thuốc thôi. Còn cái bao bì cấp 2 là cái bao bì thêm bao bên ngoài. Và chỉ có tới bao bì cấp 2 mới bắt đầu có cung cấp thông tin thuốc đó gì. Nè, các bạn sẽ đọc trong đó. Và trong bao bì cấp 2 sẽ bắt đầu có cái tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Còn cái này chỉ là bao bì cấp 1. Về nguyên tắc, hệ cấp phát phân phối thuốc thì luôn luôn phải sử dụng thuốc còn trên bao bì. Lý do là sao? Nếu các bạn sẽ gặp trong phần thuốc tiêm nó ngộ lắm, cũng một cái hoạt chất giống vậy, nhưng của cái hãng A cho ra một cái tên biệt dược đó, và nó có chỉ định nó là tiêm bắp, do cái tác dược của nó chỉ để tiêm bắp, nó tạo ra cái dạng dung dịch tiêm, điều là dung dịch tiêm hết á, của cái hãng A cùng một cái hoạt chất. Nhưng cái hãng B thì nó cái tác dụng của nó lại có thể tiêm được chi em và nó xẹt cái tim lên giống vậy. Rồi cái hãng C cũng cái bằng cách đó mà nó chỉ có cái im lên cho cái tác dụng cái dung dịch cái dung môi để tiêm nó tạo ra giống vậy. Vậy thì nếu mà xài sử dụng không có đủ bao bì thì ngày đầu tiên dược nó mua vô 500-600 giống vậy, các bạn cho xài chỉ định cái này cái tâm của này. Vậy thì nguyên tắc nó thế thuốc này hay là nó thế thuốc này? Vậy thì nếu lẫn về cái hộp thuốc, cái ống thuốc không còn đủ bao bì thì cứ theo lúc đầu điều dưỡng họ cứ thấy có tiền họ có tiền tiền định mạnh, trong khi đó cái thuốc này chỉ được tiền bắt. Đó là những cái các bạn sẽ gặp, chắc chắn sẽ gặp ở trong quá trình điều dưỡng. Nên những cái khái niệm về dùng thuốc chúng ta còn phải kiểm tra đánh giá các bạn phần này nha. Thì đó là cái quy định và các bạn sẽ chú ý thêm. Bất cứ thuốc nhập từ Việt Nam không cho phép tiếng Anh không giống như vậy.
mà hệ thuốc ghi bằng tiếng nước ngoài thì phải có nhãn phụ. Cái công ty nhập về đó nó phải dán cái nhãn phụ vô, ghi phiên qua tiếng Việt Nam ghi vô. Cho nên các bạn ra xài một cái thuốc mà không có tiếng cái nhãn phụ dán tiếng Việt thì đó là thuốc nhập lậu. Đó là cái chắc chắn. Chắc chắn lúc nào cũng giống vậy hết. Bắt buộc lúc nào hệ nhập vô là phải có nhãn phụ qua tiếng Việt đó. Đó là những cái bước kiểm tra nhé, cái bước sử dụng thuốc. Chúng ta lưu ý một chút xíu dùng. Cái cuối cùng đó là chút xíu nữa thôi các bạn, để chúng ta giúp cái phần này để khỏi. Đó là tại sao chúng ta lại, các bạn không biết tới giờ tới khác biệt của dạng thuốc chưa? Dạng thuốc có phải, nên cái khác biệt dạng thuốc nó rộng lắm nha. Dạng thuốc có phải là chỉ có hoạt chất không? Không. Và nãy mình mới nói rồi, dạng thuốc bao gồm gì? Đó là gồm hoạt chất với một loại tác dược nào, ở cái dạng hồi chế gì và dạng dùng gì, với cái tên gì. Cho nên đây là điều là paracetamol hết, nhưng mà đều là các dạng thuốc khác nhau. Khác nhau về hoạt chất, khác nhau về liều dùng, cái hàm lượng, khác nhau về cái dạng tòa chế, khác nhau về cái tên thương mại và đương nhiên khác nhau về giá tiền. Thì tại sao người ta phải tùy công phân ra các dạng thuốc giống vậy? Thì các bạn nhớ được nghĩa ha. Ví dụ đây là một cái dạng thuốc khác nhau của paracetamol. Cho nên bữa khi các bạn về trong cái danh mục thuốc điều trị của bệnh viện họ cho ra thì các bạn đừng chửi người ta nha. Tại sao paracetamol thì mua thứ được rồi, mắc gì mua ba bốn thứ vậy? Không phải, không. Nó tùy thuộc theo cái cách để người ta sử dụng. Đây là các dạng khác nhau của paracetamol và cái ý nghĩa của nó sẽ khác nhau hoàn toàn về mặt phần ý nghĩa. Đây là hai dạng thuốc của amoxicillin. Thì chúng ta sẽ suy nghĩ thử coi nha. Nó khác nhau gì đây? Đây là cái dạng amoxicillin hoạt chất và hàm lượng nhiều 250 trình bày dạng bào chế là cái viên nang dùng để uống. Còn đây là cái dạng thuốc cũng amoxicillin hàm lượng 500mg cũng trình bày dạng viên nang và uống. Thì hai cái dạng thuốc này nó khác nhau chỗ nào vậy? Khác nhau về hàm lượng, đúng không? Phải không? Y chang hết. Câu hỏi chúng ta đã nói lần trước rồi. Chúng ta giải quyết trường hợp nếu chúng ta cho amoxicillin 500 mà không có, người ta có thể xài hai viên amoxicillin 250 không? Được không? Đó là phải bài. Nhưng nếu chúng ta cho viên amoxicillin 250 nhất là bệnh gì? Không có cái này, chúng ta lấy amoxicillin 500 viên ngang này xài được không? Xài được không? Đó là cái này là được không? Cho nên cái dạng thuốc nó rất quan trọng đúng không các bạn? Lý do tại sao một cái dạng thuốc được trình bày ở dạng viên nang nó chứa cái hoạt chất, lý do trong này là gì đây? Thứ nhất, cái hoạt chất này có cái mùi vị khó chịu, nó che lại bằng cái vỏ nang nên người ta có thể nuốt vô thật dễ dàng. Cái thứ hai, viên nang này nó nếu nó cái hoạt chất này nó bị phá hủy bởi axit dạ dày thì nó sẽ đóng cái nang bên ngoài này, nó chỉ tan ở pH kiềm ở ruột. Cho nên khi xuống tới ruột nó mới bắt đầu nó tan cái nang ngoài, nó phóng thích hoạt chất ra ở cái mặt thường, đó là cái viên nang tan ở ruột. Đó là những cái hoạt chất nằm ở bên trong này nó bị axit dạ dày nó bị nó tan tay, nó xuống tới đây nó mới tan. Như vậy nó lại bẻ ra lấy phân nửa ra trong này, thứ nhất có lấy được không? Cái thứ hai là người ta để cái dễ nuốt do không sợ cái mùi vị khó chịu, hoặc là để xuống tới đây nó mới tan, giờ lấy cái hoạt chất bên trong này còn gì nữa không tác dụng. Nên đối với dạng nang chúng ta không thể nào khác được hay là được hết. Nhưng trong trường hợp viên nang, thấy không? Thấy không ạ? Thấy không? Đó là những cái kỹ năng trong dùng thuốc đó. Thấy không? Sao ngắt được các bạn? Hiện nay các bạn nhớ một điều nha. Trong cái khuyến cáo sử dụng, người ta không có bắt buộc trừ trường hợp đó là chống chỉ định. Còn lại người ta luôn luôn dùng cái từ khuyến cáo là nên hay không nên. Vậy thì người ta lý giải những cái dạng viên nén giống như vậy, tức là nó không có cái vỏ bao gì bên ngoài hết. Nếu trong trường hợp chúng ta bẻ làm hai thì hôm trước tôi nói với các bạn rồi, cho dù công nghệ bào chế nó có tốt cách mấy, các bạn bẻ làm hai mỗi bên có 50 không? Không có 50 đâu. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, thường chúng ta bẻ nhỏ liền là để làm gì đây? Là để cho con nít giảm liền, do chúng ta không có cái viên có hàm lượng nhỏ hơn, không? Mà cái hoạt chất người ta chỉ tạo ra giống như vậy là do có một loại rất, có những cái loại rất khó uống, nó đắng được dân. Bây giờ lại bỏ ra, rồi lại nghiền ra cho cái đứa nhỏ nó uống, trời ơi nó đắng, cái bệnh
rồi nó uống xong nó ối ập ra ngoài, có tác dụng không? Không tác dụng gì hết. Các bạn sẽ để ý thấy một cái trận chiến giữa bệnh nhi với người nhà, đúng không? Các bạn sẽ thấy có một lần uống thuốc rất là kỳ công nha, mà uống vô xong nó ối sạch ra hết là rồi. Nên các bạn thấy có rất nhiều phần mặt của các bác sĩ nhi, tại sao đông cấp có đồ điều trị có gì đổi đâu, bệnh lý có gì đổi không? Không, bởi vì người ta biết lựa sản phẩm. Thuốc nhỏ uống vô là nó hấp thu hết toàn bộ cái liều người ta đang chích. Còn giờ thứ xanh, thứ đỏ, thứ vàng nguyên một bọc nghiền vô, ép nó uống vô ối sạch ra hết. Các bạn, người nhà của các bạn cứ để ý đi, cứ cho một đứa bé uống xong nó ối ra bằng xanh mặt vàng, các bạn có dám ổn lợi nữa không? Các em học đi, các đó là những cái kỹ năng mà chúng ta phải chú ý. Việc chọn ra một cái dạng bào chế cho một bệnh nhi nó khó vô cùng, đó là cái kỹ năng dùng thuốc. Nếu các bạn nào muốn đi vô nhi, chúng ta phải chú ý phần này, là có những thuốc làm sao nó phải hấp thu được hết. Và cái thứ ba còn lại, như tôi nói, có những cái thuốc người ta gọi đây là những dạng phóng thức kéo dài. Chúng ta chỉ định liều 500mg hai lần trong ngày, nhưng người ta chỉ có thể cho uống viên 750 này một lần được. Người ta uống một lần viên 500, ta không được phép khỏe lần hai, uống hai lần. Hãy gặp cái dạng này, dạng này người ta gọi là dạng phóng thức kéo dài. Các bạn không được phép khỏe lần hai, hãy để lần hai là uống hết tác dụng. Thì trong phần các dạng thuốc đặc biệt, tôi sẽ nói một chút xíu ha, trong cái định. Tuy nhiên như tôi nói lúc đầu, không có cái gì bắt buộc hết, nó là cái khuyến cáo. Nên người ta vẫn có thể tiền bẻ hay không bẻ là do mình quyết định, mình đánh giá hiệu quả. Thứ nhất, chúng ta đang dò liệu, phải không? Nó không có chế phẩm nhỏ hơn, các bạn sẽ chọn. Cái thứ hai, thị trường nó không có cái hàm lượng nhỏ hơn, nó cũng không phải bẻ thôi, chính xác. Ta đang dò liệu, nên chúng ta đừng bao giờ quá cái cứng nhắc một cái nguyên tắc sử dụng thuốc hay các bạn. Chúng ta nên tìm cái hợp lý để thực hiện. Cái gì nên theo và cái gì không nên theo, đó là cái các bạn luôn chú ý dùng ha, chứ đừng có nói. Bây giờ cái dạng thứ hai là cái dạng này, đây là nitazin 500.000 đơn vị. Cái thuốc này là thuốc điều trị nấm, và cái viên bên đây là cái cũng nitazin 100.000 đơn vị, nhưng hai chế phẩm này là dùng ở đều là hoạt chất giống nhau, hàm lượng có thể khác nhau, nhưng đây là cái viên nén uống, còn đây là cái viên phụ khoa viên nặng. Khác nhau về gì? Khác nhau về dạng dùng, đúng không? Đây, khác nhau về cái đường cho thuốc đất thì người ta gọi là dạng dùng. Vậy thì có ai lấy cái viên này để uống không? Không, không ai uống, có vệ sinh tự nhiên cái ngán nhé. Giờ cái viên phụ khoa uống ớt, không? Còn có ai nếu không có cái viên này lấy cái viên nén nhét vô không? Có rất nhiều người, nhưng chúng ta phải nhớ một điều giống về các bạn chú ý được. Nguyên tắc của một cái thuốc, cái khoa sinh dược học, hôm trước tôi nói với các bạn đó, một cái thuốc đó khi uống vô, nó muốn có tác dụng thì nguyên cái viên gì nó có hấp thu qua niêm mạc đường tiêu hóa không? Nguyên cái viên giống vậy nó có hấp thu qua niêm mạc tử cung không? Còn qua niêm mạc âm đạo không? Hay gì có? Mà nguyên tắc đối với tất cả các thuốc, muốn nó phải rã ra phóng thức hoạt chất ở đủ, và khi đó nó mới hấp thu qua hệ thống niêm mạc để nó đi vô trong máu có tác dụng. Như vậy thì cái tác dụng hồi nãy đó, trong một cái chế phẩm giống vậy, ngoài cái hoạt chất thì sẽ có những cái tác dụng, và có một loại tác dụng rất đặc biệt người ta gọi là rã, để khi uống vô thì nó sẽ tự nó rã ra để nó phóng thích các cái hoạt chất, không có thành còn nguyên cái viên nữa, và lúc bây giờ nó mới đủ cái kích thước để nó có thể vượt qua niêm mạc của nơi hấp thì vô bên trong máu. Vậy thì cái quá trình của thuốc dùng qua đường uống tiêu hóa, thuốc hấp thu đâu? Thuốc hấp thu qua niêm mạc dạ dày, thuốc hấp thu qua niêm mạc ruột, và cái tác dụng được cấu thành cho một cái viên nén uống nó sẽ có tính chất khác, và cái mức độ rã nó sẽ lâu hơn để nó làm cho cái viên thuốc di chuyển chậm hơn trong này để nó phóng thích, chứ uống mới vô cái thực quản rã hết rồi thì đâu hấp thu. Còn cái viên rã dành cho cái thuốc viên nén âm đạo thì nó chỉ được rã trong một cái đoạn rất ngắn, cấu trúc sinh lý dịch khác nhau hoàn toàn với dịch tiêu hóa ở đây, nên cái tái dịch rã đương nhiên cũng sẽ khác và rã rất nhanh. Thì bây giờ lấy cái viên nén uống đem nhét vô đây làm gì có rã gì trong một khoảng thời gian sáng tự nhiên đi đái hoang tổng ra ngay trước mặt đó viên rã, đó là các bạn sẽ thấy nó khác nhau hoàn toàn. Còn cái nếu chúng ta sử dụng nó là một cái viên mềm thuốc cứng giống vậy thì cái tái dược rã nó sẽ trơn và nó được đưa vô trong này, nó với một cái chỗ rất là nhạy cảm,
Và như vậy á, thì khi bỏ vô bên trong này thì cái chỗ cái này nó phải rã, và nó rã nhiệt độ và nhiệt. Những cái tá nhiệt rã cho thuốc viên nén phụ khoa phải rã nhiệt độ bao nhiêu? Sao các bạn? Có phải là 37 độ không? Không, thấp hơn 37 độ. Ngay 37 độ làm gì cháy. Cho nên những cái tá dược được lựa chọn để rã cho cái viên nén phụ khoa mà ở dạng thuốc trứng giống này thì lúc nào nó cũng có nhiệt độ nóng chảy rất thấp. Cho nên khi bảo quản dẫn đến gì các bạn? Có ai để nhiệt độ thường ở ngoài không? Nó sẽ chảy tài le tái bén tái gì nhét vô. Thì để vô đâu? Để vô ở trong nhiệt độ đó là nhiệt độ mát, chứ không phải là lạnh. Phân biệt ra chúng ta có hai cái nhiệt độ bảo quản, giống như tủ lạnh của mình, nhiệt độ mát là từ 8 đến 12 độ, còn nhiệt độ lạnh là dưới 0 độ trở xuống. Đúng. Cái này mà để vô 0 độ, nhiệt độ lạnh thì như nó nói các bạn, lúc cần lấy ra là xong phải nhúng vô nước cho nó tan trở lại rồi nó nhét nó mới đã. Còn không lấy ra, cầm khẩn cấp nhét liền thì mình nhét cục nước đá vô cũng thành. Hay là cái thuốc đại cũng giống như trang giống như vậy. Nhét vô rồi nhét cục nước đá vô đứt thành, bỏ trong cái tủ ngăn hầm. Đó là các bạn chú ý được trong cái cách bảo quản. Còn cái dạng thuốc, xin lỗi các bạn ráng chút xíu nữa nha. Cái dạng thuốc thì nó sẽ khác biệt như trước tôi nói với các bạn. Nó khác nhau về cái cách đóng gói. Đây là paracetamol, đều đóng gói ở cái dạng dĩ 10 viên và trong cái hộp 3 dĩ. Còn đây cũng là paracetamol và đều đóng y chang giống vậy, nhưng đóng trong một cái chai được gọi là chai 50 viên. Đây là hai dạng thuốc khác nhau của paracetamol, cùng hoạt chất, cùng hàm lượng, nhưng khác nhau về cái đóng gói, chỉ khác nhau cách dùng chỗ nào cũng vậy, khác nhau nhiều ha. Nếu chúng ta cấp phát ngoại trú, bệnh nhân ngoại trú đi lên cấp phát được cho 7 ngày thì họ cho 7 viên và 10 viên paracetamol, họ rút nguyên cái này về, còn nguyên bao bì nhãn mát họ về họ biết cách sử dụng. Còn nếu các bạn sử dụng cái dạng chai giống vậy thì các bạn phải xé lẻ ra và bắt buộc phải có đóng nhãn phụ, còn không thì người ta chỉ biết nguyên phục giống vậy, rất khó sạch. Và cái người đi lãnh thuốc có phải lúc nào cũng được nhân không? Nhiều khi còn cháu của họ, họ lãnh về thì xong nó đưa cho cái người mình ta không biết sàng sàng thử uống sàng. Nên nếu những cái dạng giống vậy thì dùng thích hợp cho cấp phát ngoại trú. Còn đối với cấp phát ngoại trú, một cái bệnh khoa ngoại sáng có 500 bệnh nhân, người nào cũng cần một viên giảm đau hạ sốt paracetamol, phát cho cái này điều dưỡng nó vừa cắt nó vừa chửi, đó là vừa cắt cắt. Không có ai buổi sáng ngồi đó lãnh 500 cái viên này về cắt từng viên một cho bệnh nhân uống hết, mà người ta phát viên cái chai giống như vậy đổ ra cho bệnh nhân và mỗi ông viên viên để uống để phát triển sức. Nên nó khác về cái dạng thuốc rất lớn, đó là cái cách để chúng ta sử dụng. Để các bạn hiểu nha, khi nằm trong một cái danh mục thuốc sử dụng thuốc trong bệnh viện, chúng ta phải biết đang dùng cái dạng gì, chúng ta đang cho cái dạng gì. Còn đa phần đối với chúng ta thì cứ việc cho to đại thôi, khoa dưỡng nó cho giống gì cũng cho. Còn điều dưỡng nó có thúc hay không thúc bệnh nhân uống, nên cuối cùng hiệu quả điều trị mình không có không. Đó là cái để các bạn lưu ý nha. Thì chúng ta chấm dứt cái phần này, một số các cái dạng thuốc ở đây nha.